Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Quang Jenny. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái video vẫn là phân tích kỹ thuật về Bitcoin và đồng thời là chúng ta sẽ có những cái nói chung về thị trường tiền điện tử, các đồng coin khác hiện tại giá cả của nó đang cao hơn giá trị hay thấp hơn giá trị. Và cái phần cuối thì mình xin dành một vài phút để có thể chia sẻ cái trải nghiệm của mình trên cái thị trường này và một cái lời khuyên đối với các bạn mà mới tham gia. Bạn đang cảm thấy rất là hưng phấn khi mà giá cả quay trở lại. Và các đồng coin của mình rất có thể là sẽ có lời, hoặc là mình đang có rất là nhiều tiền bên ngoài mình muốn cho vào thị trường, thì cái cách nào để mọi người có thể trở nên giàu có trong thị trường này nó rất là dễ thôi. Ok, thì đầu tiên chúng ta sẽ xem về cái giá cả chung của thị trường. Chúng ta thấy rằng là ở trong cái top 10 ấy, thì Bitcoin vẫn đang dẫn dắt thị trường. Cái đồng tăng trưởng mạnh nhất thì là Polkadot rồi. Chúng ta nhìn thấy Polkadot đang trong một tuần nay tăng 39% và ngày hôm 24 giờ qua mới tăng 16%. Rất là mạnh đúng không ạ? Thì Polkadot mình cũng đã cố gắng là tích trữ thêm một chút thôi. Vì mình biết là cái giá 18 đô vẫn là thấp so với cái target của Polkadot. Tuy nhiên là nó cũng đã khá là cao trong năm nay và mình sẽ chờ đợi khi mà cái thị trường nó đi xuống, nó ở cái thị trường bear market thì mình sẽ mua nó. Mua rất nhiều cái đồng này, Dot, Uni, Sol, Near vân vân, đấy, ADA nữa. Mình chưa có nhiều đồng này thì mình sẽ mua vào. Thì có hai đồng là mình đang để ý, đó là đồng Binance và đồng ADA, là cái đồng mà nó đang undervalue. Tức là mặc dù Bit đang ở trên 20% trong vòng 7 ngày qua, cái sự tăng trưởng. Tuy nhiên là Binance mới có 15% và Cardano mới có 12%. ETH thì cũng đã cố gắng là gần bắt kịp với Bit. Mặc dù là chưa tăng cao lắm nhưng mà hiện tại thời điểm hiện tại là đang ở 2.600. Và mình đã nói trong video ngày hôm qua thì nó phải tầm gần 2.900 thì nó mới có cái tốc độ tăng trưởng ngang với Bitcoin đúng không ạ? BNB thì nó phải tầm hơn 400 thì nó mới là cái mức tăng trưởng ngang với Bitcoin, và giá trị của những cái đồng này nó đang ở dưới mức gọi là giá trị của nó. Thì tại sao lại nói như vậy khi mà Binance nên nó đang có những cái sự lùm xùm quanh cái việc là bị các cái quốc gia châu Âu nó, hay là một số quốc gia nó có cái biện pháp gọi là đàn áp. Tuy nhiên là đấy là cái điều rất là tốt cho BNB. Mình nghĩ như vậy, nó cực kỳ là một điều rất là tốt cho cả cái thị trường này luôn. BNB nó là một cái, Binance nó là một cái sàn cực kỳ mạnh, cực kỳ lớn. Và nếu mà cái pháp lý của nó càng rõ ràng bao nhiêu, tất nhiên là cái người mà chịu thiệt thòi là Binance. Nhưng cái người mà được hưởng lợi là chúng ta. Khi mà nó pháp lý nó càng rõ ràng bao nhiêu thì cái độ an toàn của nó càng tốt. Và chúng ta lưu giữ coin trên đó nó cực kỳ an toàn, nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Nó minh bạch hơn rất là nhiều. Thì thời điểm tới người ta sẽ tin tưởng vào BNB rất là nhiều. Mọi người yên tâm là giá BNB không bao giờ nó đi xuống được, nó chỉ có đi lên thôi. Đó. Thì đó là cái mà mình nghĩ rằng là khi mà cái thời điểm BNB nó còn đang bị gọi là mọi người lo sợ như này thì cũng là cái cơ hội mà nếu mà ai ai đó mà đang cảm thấy thích BNB mà chưa vào được thì có thể vào một ít. Cái ADA cũng thế, Cardano đấy thì cũng đang có giá trị rất là thấp, chưa chưa tăng. Thì cái này nếu mà mọi người muốn vào những cái đồng coin này mà mọi người chưa có nhiều kinh nghiệm thì mọi người nên xem đến cuối cùng để xem cái kinh nghiệm của dành cho người mới. Ok không ạ? Ok, chúng ta sẽ có một cái hình như thế này. Thì rất là nhiều các bạn mới vào chưa hiểu thị trường bear market và bull market là như thế nào, hay là bò gấu là như thế nào. Thì để mà có thể hình dung dễ dàng ấy thì mọi người nhìn cái con bò này, đây là con bò tót. Đấy. Nó không phải là con bò mà nó còn bò tót, nó mới khi mà nó húc lên ấy thì là cái sừng nó đẩy lên. Nó thể hiện cho cái sự thị trường nó húc lên, nó đẩy lên, đẩy tăng giá lên. Thế còn con gấu ấy, cái lúc mà ra đòn của nó sẽ dùng cái tay của nó đập xuống. Đập xuống thì thể hiện rằng là nó đang thị trường nó đang lao xuống. Đó. Đó là cái hình dung của người ta khi mà nhắc đến bear và bull, thì để cho mọi người dễ hình dung. Ok, chúng ta quay lại với cái giá cả của Bitcoin. Thì liên tiếp là rất là nhiều những cái cây nến này nó xanh. Cũng duy nhất một cái cây nến này thì giá cả của nó gần như là không thay đổi. Cái cây nến Doji mà thân cực kỳ hẹp thì là gần như giá không thay đổi và tiếp tục là một cây nến tăng với thân dài và volume cao hơn mức trung bình. Đấy, thì khi mà có một cái cây nến gọi là gì nhỉ? Đi test lại cái mức bên dưới nó có một cái sự giảm một chút thì chúng ta thấy rằng nó đã kết hợp với một cái thành volume cực kỳ thấp, thấp hơn cái mức trung bình, và chúng ta yên tâm rằng là giá cả nó đang giữ ở cái mức này, đang giữ ở mức rất là cao. Nó chỉ là cho những cái người nào mà người ta mua ở dưới thấp, người ta chốt lời một phần thôi, người ta cũng chưa muốn là chưa có quá nhiều người là muốn bán ở chỗ này. Và nếu mà có muốn bán thì chắc chắn là chúng ta đã nhìn thấy rằng cá mập họ, hay là các nhà tạo lập thị trường họ can thiệp vào để họ giữ cái giá nó không được quá xuống quá thấp đúng không ạ? Và bây giờ cây nến của ngày hôm nay thì đang là cây nến tăng và giá cả thì ngày hôm nay cũng đã tăng lên đến hơn 800 đô rồi với thời điểm hiện tại.
chúng ta nhìn kỹ hơn để bên trong xem nó có phát hiện ra cái điều gì không. Đây là cái nến 4 giờ. 4 giờ vừa mới ngày hôm qua thì chúng ta có một cái cây nó liên tục có những cái việc là sideways này, sideways tích lũy này để cho gọi là thị trường hấp thụ cái nguồn cung. Những người nào muốn chốt lời muốn bán thì bán đây đi. Sau đó là nó sẽ có một sụt giảm xuống rồi bật lên. Liên tục là như vậy. Đến thời điểm tí nữa chúng ta xem vào cái mô hình 41 giờ chúng ta cũng thấy điều tương tự. Khi mà thời điểm hiện tại, bây giờ thì thời điểm hiện tại chúng ta đang nhìn thấy rằng một cây HH4 nó đang có cái xu hướng là đi lên để vượt qua cái mốc ngày hôm qua, đó là cái mốc là 42.400 tầm đấy. Thì cái cây nến này nếu muốn vượt qua được cái mốc ngày hôm qua, chúng ta sẽ phải có nhìn thấy một cái cây nến mà nó có một cái thanh volume, nó đi kèm với thanh volume nó phải trên mức trung bình, thì đó là cái mức mà gọi là ít nhất là phải bằng hoặc là trên mức trung bình, thì đó mới thể hiện rằng đây là một cái lực tăng nó bền vững, đúng không ạ? Còn nếu không thì nó quá là dễ dàng để tăng thì chúng ta sẽ thấy hơi nguy hiểm, đúng không ạ? Vì đây là một cái nến thân khá dài, đúng không? Chúng ta nhìn kỹ vào cái nến 1 giờ để có thể ra được nhiều điều hơn. Đây là một cái nến 1 giờ, mọi người nhìn thấy rằng là sau khi nó tăng lên đến 42.400 ngày hôm qua thì nó có một cái đợt sideways như thế này. Nó vẫn là một cái đợt sideways như thế này, liên tục là như vậy. À chết rồi, nhìn nhầm. Nó liên tục là một cái đợt sideways như vậy để mà hấp thụ cái nguồn cung. Khi mà thị trường có những cái lực bán ra thì nó sẽ cố gắng là nó hấp thụ ai đó không quan trọng. Ví dụ có những người muốn mua ở thời điểm như thế này, hay những đội long short nó sẽ mua thời điểm này để nó đẩy lên, thì nó cũng sẽ hấp thụ những cái người mà muốn chốt lời trên đoạn này, đúng không ạ? Thế thì mọi người nhìn thấy rằng là khi mà nó có những cây nến mà bật phá lên khỏi các cái mức cao mới, đưa lên các mức cao mới, thì kết hợp với một cái khối lượng giao dịch rất là lớn, rất là nhiều tiền được mua, được đẩy lên. Thế nhưng mà khi mà nó có những cái đợt gọi là hấp thụ nguồn cung thì cái volume giao dịch lại cực kỳ thấp, đúng không ạ? Đây là một cái điều chúng ta cảm thấy rất là thích thú, rất là tích cực đối với thị trường. Và hiện tại đang là có một cái cây nến trong cây nến 1 giờ. Cái nến 1 giờ nó đi từ cái mức mở cửa là 41.700. Hiện tại đang giao dịch ở 42.600 là hơn 600 đô. Kết hợp với một cái cây volume cao gấp đôi mức trung bình. Chúng ta thấy rằng là đây chắc chắn là sẽ một cây nến rất là mạnh và có thể ít nhất là nó sẽ vượt qua được cái mức 42.400 này. Không cây này thì cây sau, đúng không ạ? Đây là một cái lực lên rất là mạnh. Ok, thì đấy là cái view của chúng ta trong cái thời gian ngắn hạn, nó sẽ tiếp tục là có những cái bứt phá lên thôi. Khi mà chúng ta nhìn lại vào những cái cây nến tuần thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó có một cái nó sẽ thể hiện rằng một cái lực mua cũng rất là điên rồ khi mà có những cái cây nến nó cao như thế này. Thôi là volume cũng cũng cao, đây là cái mức volume tuần nhé. Mọi người nhìn thấy rằng là những cái volume của những tuần gần đấy thì nó rất là thấp, nhưng mà đột nhiên cái tuần mà để mà nó phá lên ngang ngửa cái mức mà sideways ấy, thì nó lại có volume cao hơn, đúng không ạ? Thế thì từ bây giờ cho đến lúc mà Bitcoin tiếp tục tạo ra những cái đỉnh cao mới tầm 50 và 45 46, hôm qua mình đã nói là tầm bao nhiêu nhỉ, 46 47 đến 50, thì nó sẽ có những cây volume cực kỳ mạnh nữa để mà có thể bứt phá ra khỏi khu vực này. Đấy là cái view của mình cho thị trường trong những thời gian tới. Chúng ta quay ra Ethereum một chút. Ethereum có một cái sự tăng trưởng rất là mạnh, mình cũng chưa biết là nguyên nhân tại sao, nhưng mà thực ra thì Ethereum hiện tại không có quá nhiều tin tức tốt, ngoại trừ cái tin tức là ngày mai, ngày mùng 2 tháng 8 giờ Mỹ, thì nó sẽ có một cái gọi là hard fork London, thì có thể đây là một cái gọi là sự tăng giá trước cái tin đồn, trước cái tin mà trước cái hard fork. Thì ở cái thị trường này, nếu các bạn mà mới tham gia thì mọi người thấy chưa được rõ lắm, đó là khi mà trước một cái cập nhật gì đó, các cái đồng coin nó sẽ có cái sự tăng giá rất là mạnh. Nhưng mà khi mà nó ra cái hard fork đó rồi, hay là thông báo chính thức rồi ấy, thì có thể là giá nó sẽ sụt giảm một chút. Tuy nhiên đối với những cái đồng coin như Ethereum, BNB, ADA, những cái đồng coin mà nó đã có trên thị trường rất là lâu rồi, thì cái điều này nó lại hạn chế đi một chút. Tức là khi mà có thông tin hard fork ấy, thì nó sẽ gần tới ngày hard fork thì giá nó sẽ bật lên. Và khi mà xảy ra hard fork rồi ấy, thì thậm chí là giá nó không có giảm mấy. Nó có giảm nhưng nó sẽ không giảm mấy. Đó, thì cái tâm lý của những cái người mà tham gia vào thị trường bây giờ, người ta đã tin tưởng hơn vào các cái nền tảng, các cái đồng coin, thì người ta sẽ không có muốn bán cái vị trí mà tốt người ta đã mua được. Biết đâu một lúc nào đó chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy cái giá Ethereum ở 2.600 đô. Nếu lần này mà nó lên tầm 10.000 đô chẳng hạn, thì rất có thể nó sẽ không bao giờ nó về 2.600 đô nữa. 2.600
hay là Bitcoin nếu lần này nó lên đến khoảng hơn 100.000 thì rất có thể là không bao giờ nó về 30.000 nữa. Đấy, thì đấy là cái mà người ta nghĩ. Tất nhiên là nó có thể đúng có thể sai, nhưng mà những cái người mà người ta nhiều tiền thì người ta không có muốn bán ở chỗ này, đúng không ạ? Càng ngày chúng ta càng thấy nhiều tập đoàn nhiều tiền, những người giàu có người ta muốn đầu tư vào thị trường này khi mà nó đã lớn lên cái mức độ như thế này rồi. Ethereum bây giờ trên nếu mà tính số vốn hóa thế giới ấy, tất cả các tài sản kể cả là so với vàng hay các công ty ấy, thì nó cũng có số có má đấy, nó cũng phải rất là hoành tráng đấy. Thế thì đó là cái suy nghĩ của mình về những cái đồng coin. Ok, đến BNB nhìn thì nó tăng trưởng như thế này thôi. Nhưng mọi người mở cái cung một ngày, ta xem là bây giờ nó cái mức hồi phục của nó từ đỉnh nó là bao nhiêu nhá. À đâu rồi. Từ đỉnh của nó là bao nhiêu? Nó chưa có quá nhiều đâu. Đây. Nó mới ở trên mức Fibo 0.236, nó là cực kỳ thấp. Trong khi là gì nhỉ? Bitcoin nó đã vượt lên cái mức là trên chấm 0.382 rồi. Ethereum thì cũng ở tầm tầm như vậy. Thế thì ấy, BNB nó đang ở cái mức rất là thấp, và cái mức mà mình nghĩ rằng là nó hiện tại nó lẽ ra phải nhận được ấy, nó phải hơn 400, tầm 415 đó. Thì đấy là cái mà mình view cho BNB mình gần đây thì mình cũng khi mà nó tầm dưới 300, loanh quanh 300 ấy, 300 295 297 thì mình cũng mua vào một ít. Bởi vì là BNB thì dù sao thì cũng cần làm phí đúng không ạ? Một ít thôi. Đấy là cái phân tích kỹ thuật của mình cho các cái đồng coin top. Mọi người chắc là cũng sẽ có những cái muốn xem ở những cái đồng coin khác, tuy nhiên là thời gian như thế thì nó sẽ rất là dài, và chúng ta sẽ có những người người ta không không muốn xem video dài đúng không ạ? Ok, cái điều mà mình muốn chia sẻ với mọi người trong cái ngày hôm nay về cái trải nghiệm của mình đối với thị trường này và làm thế nào nếu mà mình được làm lại thì mình vẫn sẽ làm như vậy, và đó là cái suy nghĩ của mình để cho một cái người mới, một cái người gọi là gà mờ như mình có thể trở thành một cái người kiếm được nhiều tiền ở trong thị trường này. Đó, thì thật ra là mình chưa chưa kiếm được quá nhiều tiền, nhưng đối với mình như thế là đủ. Đó, thì mình nghĩ rằng là khi mà mình đi học, mình cũng không phải là một cái người gì đó mà nó nổi trội nhất lớp, hay là một cái người nào đó mà vẹn toàn, mình tính toán nó không quá là siêu đẳng. Thì khi mà vào một cái thị trường nó là thị trường mà cả thế giới người ta tham gia như này, thì chẳng có lý do gì mà mình có thể mà vượt trội hơn người khác được. Đó, trừ khi là mình từ lúc mình sinh ra đến giờ mình là cái người gọi là siêu đẳng, ừ. Thì lúc nào mình cũng giỏi, lúc nào mình cũng pro hết, thì khi vào thị trường mình mới có cái tâm lý như vậy. Thế còn mình tự xác định được mình rằng là một cái người bình thường thôi. Đó, nên là mình cũng nghĩ rằng là với một cái lợi nhuận tầm x10 x20 tài sản thì đấy là một cái lần, đó là những cái điều mà mình cảm thấy hài lòng đúng không ạ? Thì cách mà có lời cho người mới thì đầu tiên chúng ta phải công nhận một cái điều, đó là hầu hết những cái người mà chúng ta nghe rất là nhiều cái câu này rồi, tức là hầu hết những cái người mới tham gia thị trường thì đều thua lỗ. Thế trong khi cái thị trường này thì việc kiếm tiền nó rất dễ. Mọi người thấy rằng là nếu mà vào uptrend ấy thì mọi người mua cái gì nó x2, x3, thậm chí x10 nó khá là dễ đúng không? Nó không khó. Thế nhưng mà tại sao người ta lại nói như vậy? Và mọi người lên trên các diễn đàn mọi người cũng sẽ thấy rằng là có rất nhiều người kêu thua lỗ. Thậm chí mình là cái người mà đã chia 10 lần tài sản trong cái đợt uptrend đầu tiên năm 2017. Thì mình chia 10 lần tài sản, đấy là cái suy nghĩ của mình, đấy là cái trải nghiệm của mình chia 10 lần, và tất nhiên là cái thời điểm đó suy nghĩ của mình là như thế này. Thì lát nữa mình sẽ chia sẻ suy nghĩ mình, nhưng mà chúng ta phải công nhận với nhau đó là những người mới thì chúng ta sẽ thường thua lỗ trong thị trường, bất kỳ thị trường nào đúng không ạ? Thì điều gì mà dẫn đến cái thua lỗ đó thì chúng ta phải tìm được cái lý do. Thì cái lý do mình đưa ra ở đây đó là chúng ta thường không tự phân tích được, và chúng ta nghe theo kèo, chúng ta hỏi kèo. Khi mà chúng ta nghe theo kèo, chúng ta hỏi kèo một admin nào đó ở một group nào đó, họ rất là giỏi, họ kiếm được rất nhiều tiền, chúng ta tin tưởng họ, ok, nhưng chúng họ không có đầu tư giúp bạn cái số tiền của bạn, mà chính bạn mới là người mua, người theo dõi, và thời gian của hai người, của bạn với cái admin đó nó không có gọi là gì nhỉ, hợp nhất với nhau. Có thể là người ta chốt lời nhưng người ta quên không báo cho bạn, hay là bạn người ta báo nhưng bạn lại không kịp xem thông tin, thì bạn lại lỡ cái điểm chốt lời, và chỉ sau điểm chốt lời khoảng 1 2 tiếng thôi nó lại rơi xuống vực thẳm chẳng hạn. Thì đó là cái lý do thứ nhất là mọi người dẫn đến mọi người thua lỗ. Cái lý do thứ hai là mọi người vào sai thời điểm. Mọi người vào cái thời điểm mà thường là cái thời điểm mà nó đang ở cuối cái kỳ uptrend rồi. Giống như mình cái năm 2017 mình vào, đó là mình vào cái lúc mà Ethereum nó vừa mới vượt lên đỉnh 1.400 xong nó đi xuống ấy.
Thế thì mình mua các cái đồng coin linh tinh tinh nghe theo cái người nọ người kia. Thì mọi người biết rồi, khi mà Ethereum nó lên lên đỉnh 1.400 rồi, tức là lúc đó Bit nó cũng đã đi xuống rồi, downtrend rồi, nó chỉ là một cái cú dẫy của các loại altcoin thôi. Nó mùa altcoin lúc đấy nó là đỉnh cao của mùa altcoin. Thì sau khi những cái đấy nó kết thúc ấy, thì mình nghĩ ôi Ethereum lúc này nó rẻ quá, mình mua vào một ít, cái đồng coin kia nó rẻ quá mình mua một ít. Cũng giống như cái lúc mà giả sử đây là cái lúc mà đỉnh đỉnh cao của Bitcoin đó, thì vì thế đắt quá mình không vào. Mình thấy đến lúc nó xuống dưới này này, nó 40.000 rẻ quá, ôi 30.000 rẻ quá, nhảy vào múc, thì lúc đó là cái lúc mua sai thời điểm đúng không ạ? Thì mình phải chờ đến 3 năm sau những cái chỗ đấy mới có lãi, có những cái đồng còn không có lãi cơ, XVG không có lãi cơ đấy, hòa vốn. Thế thì đấy là hai cái lý do chính để mà mọi người dẫn đến thua lỗ. Hoặc có thể là mọi người mua được nhưng mọi người gồng lãi, rồi gồng đến lúc mà không biết lúc nào cần chốt, không biết lúc nào cần chốt, bởi vì là một số cái lòng tham hay là cái nỗi sợ hãi bị bỏ lỡ, thì nó lại rơi mẹ nó vào cái phần downtrend rồi, thế là không kịp chốt và mất tiền. Đó. Thì cái điều mà chúng ta cần làm, tóm lại hai cái lý do để cho chúng ta thua lỗ thì cho biết rồi. Thế cái điều mà chúng ta cần làm là cái gì để chúng ta có thể kiếm được tiền trong thị trường này? Thì đầu tư ấy nó cần hai điều. Thứ nhất đó là kinh nghiệm, và thứ hai đó là trải nghiệm. Cả hai cái này đều không thể nào mà thiếu được. Kinh nghiệm và trải nghiệm nó hoàn toàn khác nhau. Ví dụ bạn có kinh nghiệm ở trong cái khu vực này, cái thời gian này, nhưng bạn chưa bao giờ bạn trải nghiệm ở trong cái khu vực nó gọi là downtrend nó như thế nào, hay bạn chưa thể trải nghiệm cái lúc mà nó uptrend nó như thế nào, cái mùa ăn coi uptrend thì nó như thế nào, thì mọi người sẽ không có đủ kinh nghiệm. Nói chung là hai cái từ đó là hai cái rất là quan trọng. Thế thì ngay trong cái mùa đầu của cái đợt uptrend mọi người mới tham gia chẳng hạn, thế đây là mùa đầu đúng không ạ? Thì mùa đầu liệu mọi người đã có đủ hai cái đó chưa? Nếu mà những cái người mà tham gia thời gian lâu rồi thì chắc chắn là họ sẽ có đủ rồi. Và khi mà bạn hỏi họ thì chắc chắn là họ sẽ nói cho các bạn một cái câu đơn giản là chờ nó giảm xuống thì mua. Đấy, X10, X20 rất dễ. Đúng không ạ? Dù là mình khi năm 2018, 19 mình chẳng biết cái gì cả. Mình cũng rất là gà mờ khi mới tham gia và học cái phân tích kỹ thuật thôi. Nhưng mình mua các cái đồng coin thời điểm đó và đến bây giờ nó X10, X20. Rất là đơn giản thôi. Đó. Mọi người cũng hoàn toàn có thể làm được cái việc đấy khi mà nó có cái đợt có cái giá tốt đúng không ạ? Thế thì cái thời điểm này nên làm cái gì? Cái đầu thời điểm này theo như mình thì nên đầu tư với cái số tiền mà mình có thể mất. Thì năm 2017 mình nhớ lại cái lúc đó mình đã không dùng toàn bộ cái tài sản mình tiết kiệm được để mình đầu tư, mà mình chỉ đầu tư với cái góc độ là mình học hỏi. Mình đầu tư 10% cái số tiền của mình vào để mình có kinh nghiệm. Khi mà mình vào trong một thời gian rồi mình nhận thấy, mặc dù mình thua lỗ, nhưng mình nhận thấy rằng có quá nhiều các cái công ty nó lớn, nó đứng sau lưng các cái đồng coin này. Nó đang hỗ trợ, nó đang phát triển, nó đang lập trình, nó đang đi đàm phán, đi liên lạc với nhau, đi xây dựng cái hệ thống. Đúng không ạ? Hồi đấy thì mình chỉ follow Ethereum thôi, mình biết là thằng hàng trăm cái công ty nó đứng đằng sau cái công ty này. Người ta rất là giỏi, người ta rất nhiều tiền, tại sao người ta tham gia thị trường này? Người ta đâu có ngu đúng không ạ? Thế thì mình quyết tâm là mình theo đuổi cái thị trường này. Thì nếu mà cái thời điểm mà 2017 mình chưa biết cái gì, mình cho toàn bộ số tiền của mình vào và mình thua lỗ, hoặc là mình chia 10 phần lần đi, thì đến cái thời điểm mà giá nó downtrend xuống, thứ nhất là mình chán nản thị trường rồi, thứ hai là mình chẳng còn tiền để mình đầu tư nữa, thì lúc đó thì làm sao mà có cái lợi nhuận ngày hôm nay đúng không ạ? Thế thì mọi người nên đầu tư vào cái số tiền mọi người có thể đánh mất, tùy mỗi người nhé. Ví dụ các bạn còn trẻ chẳng hạn thì các bạn có thể mạo hiểm khoảng 50% số tiền mình đang có. Những người lớn tuổi hơn thì 10-20% tùy mọi người. Khi mọi người tham gia thị trường, mọi người cho mình một cái phần. Ví dụ mọi người có 1 tỷ thì mọi người cho vào đấy khoảng 100 triệu. Đó, thì đó là cái phần mà mạo hiểm 10% đúng không ạ? 100 triệu đấy mọi người giải ra nhiều phần mọi người vào. Có lời thì chốt, hoặc là có thể là cứ để đấy để học lấy cái bài học. Thua lỗ thì để học được cái bài học nó quý giá, và có những cái trải nghiệm cho cái mùa sau. Thế đến khi mà nó giảm rồi ấy, thì mọi người vừa có là kinh nghiệm lẫn trải nghiệm, và lúc đó mọi người còn rất là nhiều tiền đúng không ạ? Còn đến 50 đến 90% cái tài sản của mình, lúc đó mọi người cho toàn bộ số tiền của mình vào đó để đầu tư, thì sau khoảng 2-3 năm thôi mọi người sẽ trở nên rất là giàu có, khi mà cái tài sản của mình nhân lên 10 lần, 20 lần, thậm chí là trong cái thời gian mà 2-3 năm mà nó đang downtrend đấy, mọi người đi làm và mình có thể bỏ thêm tiền vào nữa đúng không ạ? Thế còn khi bây giờ mà chúng ta thua lỗ, chúng ta sợ hãi, chúng ta bỏ ra khỏi thị trường, chúng ta gọi là đầu hàng, thì làm gì có cơ hội để mà giàu nữa không ạ?
Thế thì việc bây giờ là học hỏi kinh nghiệm, có sự trải nghiệm. Khi mọi người đầu tư rất ít thì mọi người sẽ có cái trải nghiệm nó cực kỳ tốt. Trong khi mọi người mà nếu đầu tư nhiều, mọi người chỉ lo cái con đấy làm thế nào để nó lên, làm nào để hòa vốn thôi. Mọi sẽ không học được gì nhiều đâu. Mình tin là như vậy. Thế thì bây giờ là đầu tư để có kinh nghiệm, trải nghiệm và tiết kiệm vốn. Thì đó cũng là trả lời cho cái câu hỏi mà của một anh rất là quan tâm đến mình và thường xuyên theo dõi ở trên kênh là anh Hùng. Thì anh ấy có bảo là đợt này em không đánh mà chờ đợt sau à, sao lại vậy? Dù không lời nhiều thì em cũng có thể nói ít bao nhiêu tốt bấy nhiêu, 30.000 đô của em sao kỳ vậy, anh không hiểu. Thì đấy là cái quan điểm của mình. Thời điểm hiện tại view của mình vẫn là tăng, nhưng hoàn toàn nó có thể là đảo chiều bất kỳ lúc nào ở trong cái thị trường này. Thị trường này chúng ta không thể biết được bất kỳ điều gì, chúng ta không có giỏi, chúng ta không được học một cách bài bản để mà có thể tham gia thị trường này như một người trader, một người có nhiều kinh nghiệm. Các bạn biết là những cái khóa học để trở thành một cái trader nó ở nước ngoài ấy, học bài bản nó phải đến 5 rưỡi 2 năm và làm hàng nghìn bài tập, người ta hàng nghìn hàng triệu cái biểu đồ thì người ta mới trở nên pro để người ta kiếm được nhiều tiền trong thị trường này được, mà người ta vẫn còn rất rụt rè. Thế thì người càng hiểu biết nhiều, người ta sẽ càng rụt rè, và mình rất là sợ, hoặc mình rất là sợ. Ví dụ trong cái trường hợp mình không chờ đợi được đến cái lúc mà giá cả nó tăng lên, có thể là bây giờ nó tăng hay là sau này nó tăng, và mình cần cái số tiền khoảng vài trăm triệu để mình làm cái việc đồ gì đó chẳng hạn, và mình bắt buộc mình phải bán số coin của mình đi ở cái mức giá mình không mong muốn, thì đó là cái điều mình thua lỗ, thất bại, đúng không ạ? Thế thì bây giờ mình vẫn để ra một cái khoản tiền để có thể là sử dụng cho một cái việc gì đó, cho một cái đợt gì đó, có thể là sắp tới thị trường chứng khoán nó sụt giảm chẳng hạn mà mình không có tiền mình bắt đáy thì sao, đúng không? Hay là giá vàng mình cảm thấy là nó chuẩn bị lên thì mình có thể mua vào đó. Thì đó là những cái tư duy của mình, lúc nào mình cũng sẽ để cái phần tiền mặt và ở cái mức an toàn, làm thế nào để thanh khoản nhanh. Thì đấy là cái tư duy của mình. Thì những cái người mới, các bạn là những cái anh chị nào mà đã tham gia thị trường lâu rồi ấy, thì chắc chắn là anh chị cũng sẽ có những cái kinh nghiệm và muốn chia sẻ với các bạn mới, thì anh chị cũng có thể viết xuống dưới. Thì đây, trên đây vừa rồi là những cái kinh nghiệm, trải nghiệm của em trong thị trường này, thì anh chị có thể viết xuống dưới những cái trải nghiệm của anh chị để các bạn mới có thể là vào đọc. Có thể là mình cũng sẽ đọc những cái kinh nghiệm của anh chị trong những video tiếp theo. Ok, video ngày hôm nay thì cũng khá dài rồi. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã tham gia, đã dành thời gian để theo dõi. Hẹn lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.